Ra mắt đã được hơn nửa năm, mức giá đã giảm xuống tương đối, cùng với số lượng hàng xách tay Nhật với Việt Nam rất dồi dào. Những lý do này đã khiến cho Z3 và Z3 Compact đang là hai lựa chọn cực kỳ hot, tăng thêm sức nóng cho mùa hè đã vốn oi bức. Và như cách mà Sony đang làm đó là giảm kích thước chứ không giảm đi sức mạnh. Trong video lần này, Max Channel sẽ so sánh hiệu năng của hai anh em ruột đến từ gia đình nhà Sony để xem Z3 Compact có khỏe được như anh trai mình hay không. Đầu tiên chúng ta sẽ thử thời gian khởi động của từng ứng dụng để xem cùng CPU Snapdragon 801 cùng xung nhịp 2,5GHz thì hai máy này có tạo ra sự khác biệt hay không. Đầu tiên hãy bắt đầu bằng ứng dụng mở camera và chụp ảnh. Các bạn thể thấy là cả hai máy đều có tốc độ chụp ảnh như nhau. Mình sẽ thử tắt đi và mở lại một lần nữa xem thế nào. Rồi, chụp xong luôn. Tốc độ rất đồng đều, về camera thì không có gì khác biệt. Bây giờ sẽ thử trò chơi đầu tiên là Subway Surfer. Nào, máy nào vào trước đây? Mình cá là Z3 Compact sẽ vào trước bởi vì màn hình độ phân giải thấp hơn. Và đúng như mình dự đoán chỉ sau khoảng hơn 1 giây thôi, Z3 Compact xong trước, còn Z3 xong sau. Bây giờ sẽ thử sang trò Fruit Ninja. Z3 là vào trước khoảng tầm nửa giây đến 1 giây, gần như không sự khác biệt. Bây giờ sẽ chuyển sang một trò có vẻ nặng hơn một chút, đó là Temple Run 2. Không hiểu sao màn hình trên Z3 Compact của mình có vẻ màu nhìn đẹp thế nào, nịnh mắt hơn bình thường. Rồi, xong gần như cùng một lúc. Cái trò này thì nó khá nặng nhưng mà cả hai máy load rất nhanh. Bây giờ là sang Dead Trigger. Và Z3 Compact đã vào trước một tích tắc. Bây giờ cùng bấm play xem cái nào vào trước. Cùng một lúc luôn, không có sự khác biệt. Tiếp theo sẽ là cái trò nặng ký nhất, Asphalt 8. Vào, rồi. Và Z3 Compact đã vào trước, cũng chỉ rất nhanh thôi, 1 giây sau là Z3 cũng vào. Gần như không sự khác biệt. Bây giờ mình sẽ thử tải một map để đua thử xem thế nào. Next nào, what the hợi. Chỉ bằng hà cái quái gì. Bắt đầu, start race, rồi. Và Z3 Compact đã vào trước. Z3 theo sau khoảng tầm 1 giây rưỡi đến 2 giây, cũng không đáng kể là bao. Bây giờ thì mình sẽ thử thoát ra ngoài và kiểm tra hiệu năng một cách có thể nói là toàn diện bằng một bài speed test rất đơn giản với 454, 567 ứng dụng nhẹ nhàng. Chúng ta cũng lại bắt đầu bằng camera, sau đó là trình duyệt Chrome. Cả hai máy đều chạy rất nhanh mà gần như không có sự khác biệt nào giữa hai thiết bị này. Nhiều khi Z3 Compact còn có tốc độ nhỉnh hơn một chút do màn hình ít pixel hơn. Vậy là qua video vừa rồi mình đã chia sẻ với các bạn đôi điều về hiệu năng của Z3 và Z3 Compact. Mình hy vọng sau khi xem xong, bạn nào mà đang có ý định mua Z3 Compact sẽ không còn băn khoăn về tốc độ chiếc máy này nữa. Mặc dù là một người em nhỏ nhắn xinh xắn hơn anh trai của mình nhưng mà Z3 Compact không hề yếu kém chút nào. Nếu các bạn cảm thấy video hữu ích thì đừng quên bấm like và đăng ký với Max Channel để tiếp tục theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.